thịt chồn nha bà con ơi, thịt chồn, bà con đã biết con chồn rồi không? Ăn thịt chồn nó rất tốt cho sức khỏe cho người ăn thịt chồn, nhưng mà cũng riêng có một số người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn thịt chồn để cho sức khỏe chúng ta càng ngày càng tốt lên. Đó là những người ăn không ăn thịt chồn là những người như thế này, những người có bệnh gút, huyết áp cao, say rượu, uống rượu, mỡ máu, dạ dày, những người này vui lòng đừng ăn thịt chồn, bởi ăn thịt chồn vào sức khỏe ra càng ngày càng xấu đi, không tốt gì cả. Đó là những người bệnh gút, huyết áp cao, say rượu, uống rượu, mỡ máu, dạ dày, những người này đừng ăn thịt chồn, vui lòng đừng ăn thịt chồn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Ngoài ra thịt chồn nó rất là tốt, nó có lợi cho sức khỏe. Đó là những người tốt 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 cho sức khỏe của mình là những người nó làm cho thanh nhiệt, giải độc, giải chứng hầu, phụ nữ sưng đau, tốt cho nam giới, thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, tiêu viêm, tiêu sưng, tốt vô cùng bà con ha, tốt vô cùng. Nho ăn thịt chồn nó tốt và có lợi cho sức khỏe là nó làm cho thanh nhiệt à, giải độc, chữa chứng hầu, họng, tuyến vụ phụ nữ, sưng đau tốt, tốt cho nam giới, thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, tiêu viêm, tiêu sưng. Nếu mà thịt chồn nó tốt như vậy không phải là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Mỗi ngày ăn không quá 200g, ăn liên tục 5 ngày thì bà con phải nghỉ 2 ngày. Bà con ơi, đó là ăn thịt chồn nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.